Ô, sao nó nhẹ tay quá hả? Đâu có nặng gì đâu anh. Ôi trời, sao nhanh như vậy? Ủa, cái này mình làm được á Bảo, vừa giúp cho Thư kéo nhanh cái ngôi nhà mà mình vừa tập thể dục nữa chứ. Đâu có nặng gì đâu anh. Không biết là khi mình kéo cho đến khi nào về cái vị trí nhà của mình nó tránh được cái đường cao tốc thôi. Cái vị trí cuối cùng là nó ở ngay cái mức này nè. Là cái đầu kia nó qua bên này. Cái nghĩa là đầu cuối nhà nó lên đây thì nó ok. Từ cái đầu dưới á mà nó lên tới hiện tới cái đầu đây là được. Đầu đây nó vô tới đầu tới nó vô 30 mét, nó vô qua khỏi cái phường trong kia. Rồi phải phá núi ra, phá đất ra để đưa vô một chút nữa. Khoảng chừng 30 mét. Thời điểm mà mình bàn giao mặt bằng lại cho đường cao tốc thì nó còn bao nhiêu ngày nữa thầy? 10 ngày nữa. Dạ. Còn 10 ngày nữa. Dạ, sau khi mà con chứng kiến sơ kéo của ngôi nhà cấp 4 nè, kéo về tỉnh đường, kéo luôn thép địa tạng về tỉnh tạng, bây giờ thì kéo luôn cái ngôi nhà đông như thế này. Rồi. Thì cho phép con được gọi xưng là thằng Điền của miền Trung, gọi là thằng Điền của tỉnh Khánh Hòa được đó thưa ạ. Làm để khỏi tốn kém của đàn na tín thí Phật tử, tôi mình làm. Dạ, Tố Lê xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang có mặt tại tỉnh Sáng Ngọc Vạn. Thì cũng như Tố Lê cũng đã chia sẻ nhiều ở những video trước là tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực Vạn Ninh, thì đi xuyên qua tỉnh Sáng Ngọc Vạn. Thì ở đây thì sư thầy Giác Hạnh phải di dời rất là nhiều công trình. Hiện tại thì di dời ngôi nhà cấp 4, tự tỉnh đường và tháp địa tạng cũng đã thành công. Và tiếp tục thì bây giờ mình di chuyển một cái ngôi nhà đông như thế này với diện tích khá lớn. Thì khoảng chừng 2 ngày mà tôi lên bận không có ra ngồi này được. Thì cái ngôi nhà đông này cũng đã di dời từ ở phía này nè, lên trên này khoảng chừng hơn 10 mét rồi. Bây giờ lại tôi lên lại về bên trong để tiếp tục cập nhật hình ảnh. Chiều nay là tiếp tục di chuyển ngôi nhà này lên cái phía xe trên núi á. Tính tổng cái chiều dài mà sư thầy buộc phải di dời để tránh đường cao tốc thì cái ngôi nhà này phải di dời khoảng 40 mét. Và nó nằm ở cái vị trí sát xe trên kia luôn. Nhưng mà mấy hôm nay á là cái ngôi nhà này đi qua cái khu vực này nó dính cái đường điện nè. Cho nên sư hôm bữa giờ là sư đình lại 2 ngày để dỡ những cái mái ngói này ra, để khi mà di chuyển á nó không có trúng cái đường dây điện cao thế này. Thôi thì tôi Lê xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bên khu vực kéo ba lăng di chuyển ngôi nhà để cùng tôi Lê tham quan một cái buổi chiều kéo di chuyển cái ngôi nhà, hành trình nó như thế nào nha. Dạ, đây là hình ảnh ngôi nhà đông mà tôi Lê hay gọi là nhà khách. Hôm qua là kéo nhà nhưng mà tôi Lê không có ra được. Bây giờ sáng nay tôi Lê quay lại thì thấy ngôi nhà cũng đã kéo cũng khá là khoảng cách khá là dài. Ở đây chắc cũng phải 4-5 mét rồi nè. Sáng hôm nay thì ngôi nhà được kéo di dời nhưng mà tôi Lê ra bây giờ trễ. Cho nên bây giờ mấy anh ở phía trong thì đang san lấp mặt bằng để sáng mai mới tiếp tục kéo nữa. Đây là cái khoảng rất là dài này mà ngày hôm qua sư và các anh em Phật tử ở đây kéo được cái ngôi nhà. Ngôi này, nhà này thì có diện tích cũng tương đương với cái ngôi nhà thuốc mà tự tỉnh đường hôm trước sư thầy để kéo thành công. Và tuy nhiên cái ngôi nhà này thì được kéo dỡ cái mái. Tại khi mà kéo lên trên á thì cái mái nó lại dính cái đường dây điện. Ngôi nhà ở đây vẫn tiếp tục kéo bay lăng.
Em Hiệp, hôm qua chị không có ra được, mà sáng nay chị ra chị thấy cái kéo cái ngôi nhà chắc cũng phải 4-5 mét á. Thì tình hình mình kéo cái ngôi nhà đông này nó có khó khăn hơn cái ngôi nhà tự tính đường không? Nhà đi thì nó dỡ mái hơn, nó nhẹ hơn, nhưng mà cái dầm nó... Địa hình á, địa hình nó có khó hơn không? Địa hình thì bình thường, nhưng mà cái cốt nó là yếu hơn. Ồ. Cốt nó làm xét mông rồi dầm nó nhỏ hơn. Ồ. Bờ tông mát rồi, nó không chưa đủ mát. Kéo khá hơn những nhà kia. Mình sợ nó sập hay sao? Thì nó yếu hơn. Cho nên kéo nhẹ 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 thôi hả? Dạ, anh kia nó chắc hơn. Nhưng mà mới ngày hôm qua mà chị thấy kéo cũng khoảng 5 mét đó Hiệp. Dạ, 5-6 mét rồi không? Cái ngôi nhà này thì nó có chiều dài bao nhiêu và chiều rộng bao nhiêu em? Chiều dài em đo là 25, rộng 12. Ồ, nhưng mà tính luôn cái mái chứ? Tính luôn cái hiên ngồi này luôn chứ? Dạ, tính luôn cái hè luôn. Là 12. Thấy thầy rất là gấp rút phải không? Dạ, bữa giờ là ông làm đêm miết mà. Làm đêm luôn? Dạ. Thôi, gì hả, tội thầy với ta. Ông lấy mấy múc, ông múc đất làm cả đêm mà. Đầu ngủ. Mấy đứa em có phụ chứ sao không? Thầy và má anh em làm công thì làm đúng làm giờ thì... Làm dạ. Làm đúng giờ thì nghỉ, mà sư thầy lại là làm đêm luôn. Dạ. Ồ, vậy hả? Chắc cái nghề này chắc cũng khoảng vài ngày kéo mới xong nè. Trung bình một ngày mình cho khoảng 5-6 mét đi hơn Hiệp. Dạ. Nếu có mặt bằng thì làm đồ sẵn xong xuôi thì kéo nó không nhanh. Điều do mình làm tới đâu mình làm mặt bằng tới đó. Đúng rồi. Cái này vừa bê lăng này vừa kéo nữa cho nên nó nhanh lắm. Nhìn này, đây này, nó đang di chuyển này. Rồi, ngôi nhà nó đang di chuyển.
nhà của mình kéo cũng được một hai ngày, thì do con bận quá cho nên con không có đi được. Đâu mà khi chiều nay con đi lại thì thấy cái ngôi nhà kéo ở cái độ dài chắc cũng khoảng 10 mét. Không biết là khi mình kéo cho đến khi nào là cái vị trí nhà của mình nó tránh được cái đường cao tốc thôi. Cái vị trí cuối cùng là nó ở ngay cái mức này nè. Là cái đầu kia nó qua bên này. Cái nghĩa là đầu cuối nhà nó lên đây thì nó ok. Từ cái đầu dưới á mà nó lên tới hiện tới cái đầu đây là được. Đầu đây nó vô tới đầu đó nó vô 30 mét, nó vô qua khỏi cái cây phượng trong kia. À, phải phá núi ra, phá đất ra để đưa vô một chút nữa. Ồ, như vậy này, đến thời điểm bây giờ cái ngôi nhà mình cũng phải di chuyển khoảng chừng 30 mét nữa. 30 mét. Cái thời điểm mà mình bàn giao mặt bằng lại cho đường cao tốc thì nó còn bao nhiêu ngày nữa thầy? 10 ngày nữa. Dạ. Có 10 ngày nữa. Dạ, chính thưa bà con có bé thì hiện tại thì cái vị trí ngôi nhà mình di chuyển còn 30 mét. Thời gian mà bàn giao lại cho mặt bằng cho đường cao tốc thì chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Cho nên có thể là xưa rất là gấp rút để di dời những cái công trình. Con còn thấy ở phía trước cái cổng tam quan của mình cũng chưa có được di dời. Chưa được làm đêm nữa hả? Làm đêm chứ. Làm như thủ tướng nói 3K 4 kiếp gì đó. Con được biết là mới kịp cái thời gian mà di chuyển những cái công trình phật giáo của mình. Tránh xe cái đường cao tốc nữa, bàn giao làm mặt bằng thì xưa cũng phải mấy anh em cũng phải làm đêm. Ở này nó cao, sợ đụng dây điện cho nên phải hạ cái máy đi xuống để lấy cái này. Thời gian hạ máy của mình nó cũng mất thời gian nhiều. 10 ngày, mất hết 10 ngày rồi. Cả qua an toàn đường dây điện. Như vậy thì khoảng 10 ngày nữa là cái nhà của mình kéo nó cũng tới nơi an toàn chứ sư hả? Dạ. Như quá trình mà phải phá cái bờ đất đá này nó hơi lâu nè. Có thể. Dạ, sau khi mà con chứng kiến sơ kéo của ngôi nhà cấp 4 nè, kéo từ tỉnh đường, kéo luôn thép địa tạng và hiện tại bây giờ thì kéo luôn cái ngôi nhà đông như thế này. Rồi. Thì cho phép con được gọi sư là thần điền của miền Trung, gọi là thần điền của tỉnh Khánh Hòa được đó sư à. Mình làm để khỏi tốn kém của đàn na tín thí Phật tử, cố gắng mình làm. Nhưng mà lúc đầu mới kéo thì con không nghĩ là mình thành công mà rất là nhiều cái công trình Phật giáo mình được như giờ như thế này. Vậy thôi con xin cảm ơn con đi. Cái hiện tại chạy rất nhanh sư. Con mới đứng ở đây mà nó giờ nó cũng khoảng 1 mét rồi á. Ở này nó nhẹ hơn mấy cái kinh bên kia mà. Đúng tại rồi. Nó đi hết phần mái cũng cả 100 tấn rồi. Dạ. Còn ở đây cỡ 200 tấn thôi. Dạ, con thấy sư làm quá nhiều. Con mới nhìn ngay xe kia là thấy sư đang ngồi trên mấy cẩu mấy cái cây. Cẩu cây qua đó trồng. Hình như lúc nào con ra này thì cũng thấy sư rất là bận rộn với cái công việc ở tỉnh khác hết á. Rồi. Dạ. Sư giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Dạ, con tập. Dạ. Như vậy là sau 25 phút thì ngôi nhà để di chuyển được 1m4. Về bên trong ngôi nhà thì mấy anh em liên tục rét những cái trục. Cứ lấy ở phía sau mình đưa ra phía trước để cho kịp thời cái di nhà, cái ngôi nhà đang di chuyển trên cái trục vô lăng này. Đây, mấy anh em vẫn liên tục chỉnh sửa những cái vô lăng cho nó ở cái vị trí an toàn. Dạ, dạ. Những cái ống thép này không? Đó, lấy đằng sau gác đằng trước. Về ngôi nhà vẫn tiếp tục di chuyển nha bà con cô bác. Phía bên này thì mấy anh em vẫn tiếp tục liên tục kéo cái bê lăng. Tôi Lê muốn vào đá xem thử cái cảm giác kéo bê lăng ở cái ngôi nhà này nó như thế nào. Anh ơi, anh cho em kéo phụ tí xíu anh. Dạ, vô. Dạ, rồi. Rồi. Ồ, kéo sao? Kéo cái này thôi hả? Tâm thể này. Từ từ hả? Từ từ để rồi từ từ. Ồ, sao nó nhẹ tay quá hả? Đâu có nặng gì đâu anh. Ôi trời, sao nhanh như vậy? À.
cái này mình làm được á Bảo, vừa giúp cho sư kéo nhanh cái ngôi nhà mà mình vừa tập thể dục nữa chứ. Đâu có nặng gì đâu anh. Không nhầm nhưng mà hình như chị có chị kéo nó nhanh hơn á, thiệt á. Ủa chưa ai ăn á hả? Chưa. Anh này anh ngồi không nè, cho anh ăn miếng nè. Anh ăn miếng bánh với em nè. Rồi, cảm ơn. Dạ. Có nước uống không? Có nước uống chưa hả? Mấy anh em ăn bánh nha. Dạ. Bóc miếng đi. Nắng quá hả? Nắng chang chang à? Tại vì cái chỗ đây nắng. Dạ. Ăn miếng đi anh, rồi uống nước. Uống nước xong làm tiếp. Dạ. Dạ, theo như lời của sư nói thì cái ngôi nhà này nè sẽ kéo khoảng chừng 30 mét nữa. Về cái điểm đầu của cái ngôi nhà nó sẽ nằm ở trên cây phượng này nè anh. Có thể là mình cũng phải phá cái này ra để mình tiếp tục mình đào, rồi mình sẽ lắp mặt bằng để kéo cái ngôi nhà này nó nằm ở trên cái vị trí này luôn nè. Nó còn là vé xe luôn á. Nhưng mà chỉ còn 10 ngày nữa là mình bàn giao mặt bằng lại. Thì với cái tốc độ này thì chắc mình phải làm rất là tốc hành mới trẻ mặt bằng cho kịp. Mấy anh em kéo bê lăng thì nó không phải là công việc nặng nhọc lắm. Tại vì trên giữa là có một chiếc xe cần cẩu kéo phụ. Nhưng mà vừa nắng như thế này nè, ngồi ở ngồi nắng mà kéo, em thấy nó cũng rất là vất vả cho mấy anh. Bây giờ thì nghỉ giải lao 5 phút, ăn bánh và uống nước. Lúc nãy giờ anh Bảo Lê anh đang đếm thời gian thì trong vòng nửa tiếng thôi Bảo thì kéo được 1m9. Như vậy chứng tỏ là ngôi nhà này kéo cũng không bao lâu nữa là nó được 30 mét thì cũng không lâu nữa đâu. Nếu mà tính ra 10 ngày nữa. Dạ. Dạ, 10 ngày nữa mà trẻ mặt bằng lại thì cũng an toàn. Cái khó khăn nhất ở đây là mình san lấp mặt bằng. Phải đèo núi đây mà san lấp mặt bằng thì nó rất là khó, vất vả cho mấy anh ở đây. Ý ông nói là lau mặt bằng là sao? Cho chị hỏi thử ông kéo nhẹ hay nặng rồi ông nói cho. Mình kéo cái ngôi nhà mình thấy có nặng không anh? Hậu phần đó, ông đi kè lâm, ông nói một tiếng nè, bán nửa buổi mới ra. Bữa trước ông kè phản quán đúng rồi. Trong bảy nè, trong bảy nè. Ông trời đi kè phản quán hết giận, phản quán kè lâm xem đầu. Đậu hướng nè, anh biết. Nói vậy đậu, anh biết anh nghe vậy không? Hồi sáng là mấy anh em làm lúc mấy giờ sáng? 7 giờ sáng, rồi trưa nghỉ ăn trưa chứ? Mấy anh nghỉ ăn tại chùa luôn hay là về nhà? Anh đây anh đây làm chung một chỗ là dạ. Nói chuyện nào nghe không bán anh không? Dạ. Anh đây nói cái buổi đường từ mà hôm nay anh nghe nghỉ đâu mà được vậy mình chết thôi để cho anh em ăn bánh hiệp nó chọc. Dạ tử thử ông cũng quýnh chết luôn chứ không nghe. Tử là nghe nè. Thôi anh biết vậy tao chưa có nghe không? Dùng. Tao không nghe thôi, tao nghe tao cốt lại chứ. Anh đây là anh biết, anh đây là anh đem bự thì còn anh đây nóng mặt. Anh biết đâu nghe đâu, anh kia nó kìa lâm nữa, coi như tốt thì khỏi nghe luôn. Một người thì nặng tay, một người thì kè lâm. Thôi thì nói hoài không nghe, một người nói hoài cũng không nghe luôn phải không? Là bự điện thoại, anh đem bự điện thoại đây.
mà anh đi thì làm mà anh đi thì biết dạ nó thoải mái chứ không đi anh nói vậy cho mới có tiền thôi thì làm rồi có một anh bưng hộp bánh chạy ra mất rồi. Ồ mẹ. Tôi chưa bao giờ động mông đi luôn. Nó tiếng ư? Đó, cho tiền ơi. Cậu ông thích bắt anh đủ lại. Bây giờ kiếm tới chơi, tới chiều, tới này là nửa sớm à. Không, nếu mà tính ra thì cái ngôi nhà này kéo nó nhanh hơn cái tự tỉnh đường bên kia anh. Dạ dạ. Đúng không? Cái nhà này mình bị dỡ cái máy đây rồi nè, cho nên kéo nó rất là nhanh. Dỡ máy, dỡ ngói, dỡ cây rui mì gì nè, hết rồi nè. Nó trống trơn rồi, cho nên di chuyển cái ngôi nhà cũng khá nhanh. Mỗi bên là có 10 cái cục lăng như thế này nè. Mà 4 bên thì được là 40 cái cục lăng như thế này. Thành công này tiếp nối thành công khác thì tôi Lê cũng rất là vui mừng. Khi mà mỗi cái ngôi nhà di chuyển được thành công thì dù ít dù nhiều thì nó cũng hạn chế được cái phần kinh phí tốn kém ở đây. Chúc mấy anh em vui làm việc thành công nha. Bây giờ ra trước nữa quay cái cổng tam quan tí xíu rồi tạm biệt mấy anh em. Phía trước tỉnh xá thì rất là ngổn ngang. Công việc còn khá là nhiều việc. Nào là nhổ cây, bứng cây để di dời rồi. Công việc phải kéo cổng tam quan. Phía trước thì cổng tam quan cũng đang chuẩn bị để kéo nè. Ồ, tôi Lê không có qua bên này được. Cái máy này nó bật xích ra, bây giờ sư lái xe để thay cái... Ồ, tự tre luôn. Sư tự lái xe, rồi sư tự điều khiển xe đó. Tre cái dây xích, do cái xích này nó bị lệch cái vị trí nè. Sư làm đủ việc hết á.
Dạ, về đây là cổng tham quan. Đây phía trước chú Sự và các anh em cũng đang chuẩn bị đào móng và san lấp mặt bằng để tiếp tục di chuyển cổng tham quan này ra hướng ở phía trước này nè. Tại cái khu vực này là nó trung tâm của đường cao tốc, cho nên buộc mình phải di chuyển di dời. Công việc mà san lấp mặt bằng để được có những cái mặt bằng đẹp, bằng phẳng để kéo được cái cổng tham quan này á, thì buộc mình cũng phải chuẩn bị rất là kỹ, chứ không là nó gặp rền thì mình không có kéo được. Đây là những cái tảng đá đang đưa vào để san lấp mặt bằng như thế này. Và chú Sự là người đang hướng dẫn mấy anh em phụ làm ở đây. Ồ, trời nắng chang chang à. Chú ơi, khoảng bao giờ là mình kéo được cái cổng tham quan chú? Chưa hả? Dạ. Dạ, dạ. Ồ. Cũng phải chờ, chắc chờ cái kéo cái nhà đông kia xong á chú. Nhà đông rồi, kéo nhà đông ấy. Dạ, dạ, con quay rồi. Dạ, dạ. Ở đây dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ. Cái này kéo mới căng cho nhà, kéo quá dễ rồi. Ồ, cái này con thấy kéo căng chứ chú? Cái này căng 10 lần của nhà. Cái này kéo làng quẹt nó ngã chứ phải không? Cái này kéo căng lắm. Dạ, kéo căng. Đây nè, mấy cái móng mình đèo lên như thế này nè. Rồi ở dưới đây đang lót nè, đang lót nền nè. Khiếp thiệt. Dạ, cái này nó không có cái chân để mình đứng vững nè. Khá thiệt hả chứ? Tôi Lê sẽ cố gắng tranh thủ để tiếp tục chia sẻ cái hình ảnh mà kéo di chuyển cái cổng tham quan đến cái vị trí xe ở phía trước đó, cho cả nhà mình cùng xem nha. Nghe lời chú Sự nói thì các khả năng nó còn cũng còn lâu, cũng phải mười mấy ngày nữa thì mới kéo được cái này. Đây cũng là một cái công việc rất là gấp rút. Tại thời gian mà giao hạn cho mình là khoảng 10 ngày nữa, nhưng mà nghe chú nói là chắc khoảng 10 ngày nữa mới kéo. Thì không biết là như thế nào. Chú Sự năm nay cũng đã khá lớn tuổi, chú là 82 tuổi hả chú? 81, dạ. 83 mà. Dạ. Chú Sự năm nay cũng đã khá lớn tuổi và chú đã làm công tác thiện nguyện tại chùa này cũng 20 năm rồi á. Chú là một cánh tay gọi là đắc lực của sư Giác Hạnh. Dạ. Dạ, và đó là cảnh quan của tỉnh Sáng Ngọc Vạn chiều nay. Ở đây thì sư và các anh em rất là tất bật công việc, tranh thủ để làm cho kịp tốc độ, bàn giao lại cho tuyến cao tốc nè. Hiện tại thì tuyến cao tốc cũng đã san lấp mặt bằng ở tại cái vị trí này rồi. Chỉ còn chờ đợi cái khu vực của mình giải phóng mặt bằng nữa thì có thể là tuyến cao tốc cũng phải tiếp tục. Tôi Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Ở đây trời rất là nắng, cô Lê cũng tranh thủ quay những cái
hành trình mà di dời những cái công trình Phật giáo ở đây cho cả nhà xem, tiếp tục với những cái video trước.